đường biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc dài 1.449,566 km. Trong đó có 383,914 km đường biên giới đi theo sông suối. Khu vực biên giới hai nước có cấu trúc địa hình tương đối phức tạp, độ chia cắt lớn, thấp dần từ tây sang đông. Hệ thống mốc giới giữa hai nước được xây dựng phù hợp với địa hình thực tế một cách khoa học, chi tiết, được xác định theo phương pháp hiện đại, bảo đảm tính trung thực và bền vững lâu dài. Theo Hiệp ước về biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc ký năm 1999, hai bên đã phân giới xong toàn bộ tuyến biên giới trên đất liền Việt Trung dài 1.449,566 km, cắm tổng số 1.971 cột mốc, trong đó có một mốc 3 Việt Nam-Trung Quốc-Lào. Đường biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc được đánh giá là có mức độ cột mốc dày và rõ ràng. Trên đường biên giới, các cột mốc thường được cắm ở các vị trí sau. Nơi hướng đi của đường biên giới thay đổi rõ rệt. Nơi địa hình khó xác định, đường biên giới khó nhận biết. Nơi giao nhau giữa đường bộ, đường sắt, sông suối với đường biên giới. Khu vực điểm dân cư quan trọng gần đường biên giới. Điểm hợp lưu hoặc điểm phân lưu giữa sông suối nội địa với sông suối biên giới. Nơi sông suối biên giới dễ thay đổi dòng chảy. Nơi thay đổi giữa đường biên giới nước với đường biên giới đất liền. Điểm cao cần thiết. Do các đặc điểm địa hình, khí tượng, thủy văn nên hệ thống cột mốc trên đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc rất đa dạng, có gần như đầy đủ các loại hình cột mốc. Khác với tuyến biên giới Việt Nam-Lào hay Việt Nam-Campuchia, trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc có hai loại hình cột mốc. Một do Việt Nam cắm và một do Trung Quốc cắm. Dù có hình dạng khác nhau, nhưng chúng đều được cắm dưới sự giám sát của Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc và có giá trị pháp lý như nhau. Việc phân loại mốc biên giới quốc gia do Hiệp ước về biên giới quy định. Thông thường có thể phân loại theo số lượng để đánh dấu một vị trí của đường biên giới có mốc đơn, mốc đôi, mốc ba. Mốc đơn là dạng mốc biên giới ở một vị trí chỉ có một cột mốc, được cắm trên chính tâm, là vị trí chính xác của đường biên giới quốc gia. Trong mốc đơn cũng chia ra thành nhiều biến thể khác nhau. Cột mốc đơn cỡ đại. Mốc đại cũng là một cột mốc đơn nằm trên đường biên giới và được cắm ở cửa khẩu quốc tế. Mốc đại là bằng đá hoa cương nguyên khối và có kích thước lớn hơn mốc đơn thông thường. Ở mỗi mặt của cột mốc có gắn quốc huy của hai nước. Mốc đơn cỡ trung. Các mốc đơn cỡ trung cũng được cắm trực tiếp trên đường biên giới, chất liệu cũng bằng đá hoa cương nguyên khối, giống như mốc đại, nhưng kích thước nhỏ hơn và không có quốc huy trên thân mốc. Trong các cột mốc đơn cỡ trung thì cột mốc mang số lẻ do phía Trung Quốc cắm, cột mốc mang số chẵn do phía Việt Nam cắm. Đây là một mốc đơn cỡ mốc trung. Giới thiệu với cả anh, hiện tại anh đang nơi anh đang đứng chân là đất của lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và đối diện bên hướng tay tôi chỉ là nước bạn Trung Quốc. Ranh giới của Việt Nam và Trung Quốc được định giới là mốc cột mốc. Còn mốc này thì là mang số hiệu là 920 do Việt Nam sản xuất và được cắm ở tại địa bàn là xóm Cốc Nhan, xã Thị Hoa, huyện Hà Lang, tỉnh Cao Bằng. Thì cột mốc này là cột mốc loại trung mà đơn. Tất cả hình thể cột mốc là từ thân đỉnh cột mốc, thân cột mốc và đế cột mốc được đường biên giới được tính từ đỉnh cột mốc chạy lên hướng đỉnh núi qua điểm cao là mốc 921. Mà cột mốc ở bên kia cũng là cột mốc đơn. Mặt của Việt Nam, mặt về phía Việt Nam là in chữ Việt Nam, và mặt của Trung Quốc là in hình bên nước bạn là sẽ
in chữ của Trung Quốc. Đây, giới thiệu với anh cột mốc 919 do Trung Quốc sản xuất. Đây, mời anh đi đây. Thưa anh, tại cột mốc do Trung Quốc sản xuất thì tôi có thấy một biểu tượng dấu X ở trên đỉnh cột mốc, thì anh có thể giải thích thêm về cái biểu tượng này được không ạ? Cột mốc này là do Trung Quốc sản xuất, nên là dấu X này thì được tính theo đường biên giới, tính từ điểm tâm của cái dấu này, tức là tâm của dấu X này, đến điểm của mốc của bên Việt Nam mình, tức là cái điểm đỉnh trên cao đấy, tính từ điểm dấu nhân này, tính vào mốc của mốc Trung Quốc do Trung Quốc sản xuất, điểm này, điểm tâm này đến điểm chóp của mốc 19 phụ 2. Đấy, tính điểm đấy là đường biên giới. Hai điểm đối nhau thì là đường biên giới với nhau, Việt Nam và Trung Quốc. Mốc đơn cỡ nhỏ. Mốc đơn cỡ nhỏ thường được cắm ở giữa các mốc đơn cỡ trung, ở nơi cần tăng dày tôn tạo hệ thống cột mốc, để dễ nhận biết hướng đi của đường biên giới trên thực địa. Trong một vài trường hợp, loại mốc này đóng vai trò mốc phụ. Khi đó, chúng mang số hiệu của mốc chính cạnh đấy và có thêm phần mẫu số. Gọi là mốc phụ, nhưng chúng có giá trị pháp lý như các mốc chính và mốc đại. Trong các cột mốc giới đơn phụ, cột mốc mang số mốc có mẫu số là số lẻ, về nguyên tắc là do phía Trung Quốc cắm. Cột mốc mang số mốc có mẫu số là số chẵn, do phía Việt Nam cắm. Trường hợp ngoại lệ là 3 mốc số: 50 phụ 1, 137 phụ 1, 353 phụ 1 do phía Việt Nam cắm. Giới thiệu với cả với anh, đây là mốc 919, vâng. Nó phụ 2. Vâng, thưa anh, thì đây là mốc phụ, vậy thì tôi thấy nó cũng ở trên đường biên giới. Khác với mốc chính bên kia thì anh có thể giải thích thêm mốc phụ này là như thế nào được không ạ? Hiện tại mốc 919 là có 919 và có 919 phụ 1 và phụ 2. Phụ 1 và phụ 2 là như nào? Phụ 1 thì là do số lẻ mà. Phụ 1 thì là do Trung Quốc sản xuất và phụ 2 thì là tức là do Việt Nam mình sản xuất. Vâng, thưa anh, vậy thì anh có thể giải thích thêm về cái tác dụng của cái mốc phụ này được không ạ? Vâng, tôi sẽ giải thích thêm vì sao lại có nhiều mốc phụ thế, là làm cho tăng cường thêm rõ ràng lên cái đường biên cột mốc, tại vì chỗ khu này là khu địa hình phức tạp, lại qua một con suối, thì là cái con suối cắt qua đường biên giới, nên là sẽ có mốc 919 phụ 1 và phụ 2. Cái chỗ mốc 919, mặc dù mốc 919 phụ 2, mặc dù nó là mốc phụ, nhưng về mặt giá trị và pháp lý thì cũng như nhau, tất cả như nhau hết, cũng như mốc loại cỡ trung và cỡ nhỏ và cỡ đại là cũng như nhau hết. Tôi sẽ hướng dẫn anh đi xem mốc 919 phụ 1. Đây, giới thiệu với anh, tại bây giờ đây là cột mốc 919 phụ 1. Một mốc này là mốc lẻ và do Trung Quốc sản xuất. Vẫn như mặt trước vẫn là của mặt về phía Việt Nam, vẫn là của Việt Nam, và của Trung Quốc thì vẫn là của phía Trung Quốc. Thì mà mốc này thì nó là mốc mốc nhỏ, cỡ nhỏ, loại nhỏ nhỏ, thì là do Trung Quốc sản xuất, nên là cũng làm bằng đá hoa cương. Do các loại mốc đơn đều đặt trực tiếp trên tuyến đường biên giới, nên lực lượng chức năng của cả hai nước sẽ cùng bảo vệ cột mốc này. Tuy nhiên, các thủ tục chào, kiểm tra và vệ sinh mốc của bên nào chỉ được phép thực hiện bên phần lãnh thổ của nước đó. Đây là điểm khác của mốc đơn so với mốc đôi và mốc ba. Ở mốc đôi và mốc ba, cột mốc nằm ở lãnh thổ nước nào thì lực lượng chức năng nước đó chịu trách nhiệm bảo vệ. Nhằm giảm bớt khó khăn trong thi công và để đảm bảo giao thông đường thủy, nên ở 383,914 km đường biên giới đi theo sông suối, hai nước thống nhất không cắm cột mốc giữa dòng sông suối, mà sẽ theo thông lệ quốc tế, xây dựng hệ thống mốc đôi. Mốc đôi là dạng mốc ở một vị trí có đặt hai cột mốc mang cùng số hiệu và đối xứng nhau hai bên bờ sông suối, đường biên giới chạy giữa dòng sông suối. Với các mốc đôi, thông thường thì cột mốc đặt ở lãnh thổ nước nào, cả hai mặt sẽ ghi chữ của nước đó. Giới thiệu với anh, đây là cột mốc 838. Vâng ạ. Đây là cột mốc đôi cùng số được cắm trên bờ sông Quây Sơn.
Theo nghị định thư phân giới cắm mốc thì là đoạn biên giới trên sông thì là sẽ cắm cột mốc đôi ở mỗi bên biên giới, ở trên bờ mỗi bên biên giới. Cụ thể đây là mốc 838, là số hiệu là 838. Và trong nghị định thư phân giới cắm mốc quy định con số trong số hiệu nằm trên bờ phía Việt Nam là số 2 và bên phía Trung Quốc là số 1. Đây là cột mốc đôi cùng số. Đường biên giới chạy qua trung tuyến dòng chảy chính này, từ thẳng tay tôi chỉ đây, qua đây. Vâng, thưa anh, quan sát cột mốc ở đây thì tôi thấy hai mặt cột mốc ở đây đều là có chữ tiếng Việt. Thường thì tôi thấy là cột mốc thì sẽ có một mặt chữ tiếng Việt và một mặt chữ tiếng nước bạn. Thì không biết anh có thể giải thích thêm về cái ý nghĩa này được không ạ? Hệ thống cột mốc nó có 3 loại mốc, mốc đơn, mốc đôi và mốc ba. Thì hiện tại tại vị trí ta đứng là mốc đôi, là cắm trên bờ sông của mỗi bên biên giới. Cho nên là cái mốc 838 này là do phía Việt Nam cắm. Là đây là loại mốc loại trung, làm bằng đá hoa cương. Là sở dĩ là nó có chữ Việt Nam của hai mặt là vì là cột mốc này hoàn toàn nằm trên chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Và cũng tương tự này, cột mốc 838 ở phía bạn thấy là cả hai mặt cũng đều ghi tiếng Trung Quốc. Đấy là cột mốc đôi thì nó khác với cột mốc đơn đấy. Với cột mốc đơn thì là nó sẽ hai mặt và quay về phía Việt Nam là chữ Việt Nam và ngược lại là bên phía nước bạn là chữ Trung Quốc. Vâng, thưa anh, vậy thì đường biên giới ở khu vực này thì sẽ được phân chia như thế nào ạ? Giới thiệu với anh, đường biên giới là nó được quy định cụ thể như sau. Từ cột mốc 8381 ở phía Trung Quốc nối thẳng đến chính giữa đường trung tuyến dòng chảy chính là phía trước mặt đây, anh quan sát đây. Là cự ly là 81,73 m. Và từ vị trí cột mốc 8382 tại vị trí chúng ta đang đứng đây đến trung tuyến dòng chảy chính đây là 77,93 m. Đấy. Còn về đường biên giới, hướng đường đi biên giới là chạy từ hướng tây sang đông, chạy dọc đem và chia đôi theo dòng chảy. Nếu đường biên giới ở cửa khẩu quốc tế giữa hai nước đi qua sông suối, thì cột mốc ở cửa khẩu sẽ là mốc đôi cỡ đại có gắn quốc huy. Trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc còn có loại hình mốc ba. Mốc ba là dạng mốc biên giới ở một vị trí có 3 cột mốc, được cắm gần nhau. Ở hai bên của đường biên giới, tại những nơi có địa hình phức tạp, không cho phép có mốc đơn hay mốc đôi. Mốc ba thường được cắm ở ngã ba sông suối biên giới. Đây là khu vực mốc 18 thuộc xã Ca Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, là nơi dòng chảy con sông Đà bắt đầu nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Việt Nam. Cột mốc 18 là loại mốc ba cùng số đặt ở ngã ba sông suối biên giới. Cụ thể, khu vực này là nơi sông suối biên giới Nậm Là đổi vào dòng chính của sông Đà. Cột mốc 18-1 nằm trên đất Trung Quốc, còn cột mốc 18-2 và 18-3 nằm trên lãnh thổ Việt Nam. Vậy thì khi mà có 3 cột mốc như này thì anh có thể làm cách nào để xác định được cái điểm mà đường biên giới đổi hướng ở trên sông suối này? Để mà xác định thì phải có sự hỗ trợ của kỹ thuật, tức là máy móc. Thì có thể là mình đo thì mình xác định được điểm nào. Thế còn đây chỉ là áng chừng là, tức là mình tính là giữa 3 điểm của 3 mốc và mình kéo vào giữa. Đó là cái điểm, tức là điểm 3, đổi hướng của biên giới. 3 cột mốc này sẽ tạo thành một tam giác cân. Và thành một cái tam giác và điểm giữa của tam giác đấy sẽ là điểm biên giới đổi hướng. Địa điểm này được coi là thượng nguồn con sông Đà chảy vào đất Việt, là do tính từ điểm biên giới đổi hướng xuôi về hạ lưu. Cả hai bờ sông nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Việt Nam. Ngược lên thượng nguồn, đoạn sông dài 5 km từ mốc 18 lên mốc 17, đường biên giới chia đôi dòng sông, mỗi nước quản lý một nửa. Anh có thể chỉ trên thực địa là cái đường biên nó chạy như thế nào? Đường biên sẽ chạy dọc theo giữa suối biên giới Nậm Là đi ra, ra cái điểm đổi gặp hướng với sông Đà. Thì ra đến điểm đổi hướng thì lại chạy dọc theo giữa sông Đà đi lên. Vậy thì là ở bắt đầu từ điểm đổi hướng kia trở về dưới hạ lưu này thì là sông Đà đã hoàn toàn nằm ở trên đất Việt Nam đúng không ạ? Thì dạ. Ở đây được có thể được coi như là đầu nguồn sông Đà không ạ? Khu vực này, tức là bắt đầu từ chỗ mốc 18 này trở về, người ta gọi là đầu nguồn sông Đà, lý do là bắt đầu từ cái điểm này đi sông Đà, tức là cái sông nó chảy về là hoàn toàn thuộc về đất Việt Nam. Cả hai bên bờ đều thuộc ở đất Việt Nam cả. Đúng rồi, chính xác. Chính vì vậy là người ta tức là đặt
đây là điểm đầu nguồn sông Đà. Còn phía trên một đoạn sông Đà cũng là chia đôi, là một nửa của Việt Nam, một nửa của Trung Quốc đúng không ạ? Vâng, từ trên này hất lên trên kia là cũng như vậy đúng không ạ? Là, vâng, là hai rồi. Bên quản lý hai bên bờ đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng ạ. À, đấy cũng là giải thích vì sao là vì do cái, còn một vấn đề nữa là do cái cột mốc này cắm hoàn toàn đất Việt Nam nên hai mặt là đều là thuộc lãnh thổ Việt Nam đúng không ạ? Vâng. Và chúng ta hoàn toàn có thể đứng ra đây nữa, khác với cột mốc đơn là như vậy đúng không ạ? Dạ vâng, đúng rồi. Do các yếu tố lịch sử, địa lý nên đường biên giới Việt Nam Trung Quốc còn có thêm một số loại hình cột mốc đặc biệt khác. Cột mốc Pháp Thành. Từ cuối thế kỷ 19, đường biên giới Việt Nam Trung Quốc được hoạch định trong Công ước Hoạch định biên giới ngày 26 tháng 6 năm 1887 và Công ước Bổ sung ngày 20 tháng 6 năm 1895 ký kết giữa Pháp và Nhà Thanh, Trung Quốc. Thời kỳ đó đã có một số cột mốc được cấm. Sau khi có hiệp ước về biên giới đất liền Việt Nam Trung Quốc năm 1999, các cột mốc Pháp Thành không còn giá trị pháp lý, nhưng một số vẫn được giữ lại mang tính chất kỷ niệm. Đây là một cột mốc Pháp Thành được cắm ở gần thác Bản Dốc, tỉnh Cao Bằng. Đây là cột mốc 53 cũ ngày xưa là thời Pháp và thời Thanh cắm. Thì cái cột mốc này thì trên cơ sở cột mốc này thì chúng ta cấp chính phủ Việt Nam và chính phủ cắm cột mốc 835. Còn đây là cột mốc cũ thời Pháp Thanh, người ta phân giới biên giới ngày xưa đã phân giới rồi. Là Công ước Pháp Thanh 1897 người ta đã dựa trên đấy để cắm hệ thống cột mốc cũ. Cột mốc này thì bây giờ chỉ là mang tính kỷ niệm thôi chứ không có tính pháp lý. Cột mốc số 0. Cột mốc số 0 là điểm đầu tiên phân định biên giới giữa các quốc gia. Đây là cột mốc số 0 ở Apa Chải, ngã ba biên giới Việt Nam, Lào, Trung Quốc, tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Cột mốc này có 3 mặt, mỗi mặt có gắn quốc huy của mỗi nước. Mốc đơn cắm trên sông suối. Thông thường, khi đường biên giới nằm trên sông suối hai nước, sẽ cắm mốc đôi cùng số ở hai bên bờ. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, ở khu vực đặc biệt thì cột mốc sẽ được cắm trong lòng sông, suối, và lúc này nó là mốc đơn. Đây là một cột mốc như vậy, ở khu vực Bãi Tục Lãm, tỉnh Quảng Ninh. Để thuận tiện cho giao thông đường thủy, nó được sơn màu sắc phản quang, và có chân đế cao vượt lên để thuận tiện cho việc tuần tra kiểm soát trong mùa nước lớn. Thì tại vị trí này thì các anh có thể quan sát được toàn bộ cái bãi Tục Lãm. Bây giờ hiện tại là chúng ta nhìn được 3 cột mốc. Đó là 1374, 1375 và 1376. Về diện tích thì chúng ta quản lý là 3/4, còn lại bên phía bạn là quản lý 1/4. Đường biên nó sẽ chạy như nào, anh có thể mô tả sơ qua trên thực địa? Đường biên giới chính là đường nối liền giữa các cột mốc với nhau. Ở đây thì chúng ta có thể quan sát là đường biên giới chạy trên bãi Tục Lãm sẽ nối liền từ mốc 1374, 1375 và đến 1376. Chính là đường biên giới là nối liền ba cột mốc là như vậy. Vâng. Phía bên trái là phần lãnh thổ của nước bạn. Vâng. Và bên phải này là của Việt Nam. Vâng. Vâng. Thế những cái phần mà ở giữa có nước ấy là như nào, anh cũng tính là bãi luôn hay là sao? Cái phần này thì là nó là cái bãi này thì khi mà thủy triều nó lên thì chúng ta không nhìn thấy phía cát và đất ở phía bên dưới, còn nếu khi mà bãi cạn thì các anh có thể nhìn xuống tận dưới chân. Cái phần này các anh nhìn thấy nước là lý do là ở đây chúng ta nhìn thấy cây ở phía trên, nhưng thực ra ở phần dưới cây đều là nước hết. Vâng. Cây nó mọc cao thì chúng ta mới quan sát. Vâng. Như vậy thôi. Việc hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại trong quan hệ hai nước. Lần đầu tiên trong lịch sử, hai nước xác định được một đường biên giới rõ ràng trên đất liền với một hệ thống mốc giới hiện đại, đặt nền tảng vững chắc cho việc xây dựng đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, hợp tác và phát triển, mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.